Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ông Vượng mang con cưng VinFast bỏ chợ. VinFast không có kế hoạch đầu tư thêm tiền vào dự án sản xuất xe hơi điện, là thông tin mà bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup, kiêm Chủ tịch VinFast nói với tờ Bloomberg vào ngày 14 tháng 2. Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, trong năm 2021, VinFast đã có khoản lỗ 1,3 tỷ đô la Mỹ. Và trong thời gian 9 tháng đầu năm 2022, khoản lỗ của VinFast đạt gần 1,5 tỷ đô la. Đây là số liệu được báo cáo trước thời điểm VinFast đệ đơn xin phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, IPO, tại thị trường Mỹ. Trong hồ sơ đệ đơn trình lên Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, VinFast cũng bổ sung một số thư để chứng tỏ rằng tập đoàn Vingroup có khả năng và sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho VinFast, đủ để đáp ứng việc tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ. Hình ảnh bài báo trên trang tin Bloomberg. Tuy nhiên, thông tin về việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast, chưa muốn bơm thêm tiền thì kế hoạch xây dựng nhà máy của VinFast tại Hoa Kỳ bị chậm theo kế hoạch và công ty tiến hành biện pháp cắt giảm nhân sự tại thị trường Mỹ. Như vậy, có thể thấy kế hoạch trong tương lai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi mang chuông đi đánh sứ người là nhằm nhắm vào miếng bánh thơm ngon mang tên IPO trên đất Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, VinFast không chỉ thể hiện đang thèm thuồng IPO một cách trắng trợn trước những thách thức cạnh tranh những tên tuổi lớn như Tesla, Ford, Hyundai, Volkswagen. VinFast buộc phải có những động tác giả cũng như những chiêu trò truyền thông nhằm mục đích cho thấy hãng xe này đang xúc tiến một kế hoạch đầu tư nghiêm túc. Tuy nhiên, giấy không thể nào gói được lửa. Trước hết là việc VinFast đề nghị cho tiền những nhà báo nước ngoài chuyên viết đánh giá về các dòng xe bị chính những nhà báo này phanh phui. Thậm chí việc này còn tạo ra hiệu ứng ngược vì chẳng những họ không viết bài tâng bốc cho VinFast mà còn phản pháo việc được mời chào bằng 10.000 đô la Mỹ. Matt Farah, một nhà báo có kênh podcast tên The Smoking Tire, khẳng định với BBC News tiếng Việt vào ngày 12 tháng 1, những gì ông chia sẻ trên kênh về VinFast đều là sự thật. Hình ảnh mẫu xe điện VF8 của VinFast được trưng bày ở Santa Monica, California hôm 13 tháng 9 năm 2022. Trong chương trình của mình, Farah đã đề cập đến bài viết của cây bút Kevin Williams trên trang Zalupnik với tựa đề xe VF8 của VinFast chưa sẵn sàng cho thị trường Mỹ và khen ngợi đó là bài viết khách quan. Nói về việc mình được mời tham dự chuyến đi đến Việt Nam trải nghiệm hai chiếc VF8 và VF9 do VinFast đại thọ toàn bộ cùng với khoản tiền 10.000 đô. Ông chia sẻ với BBC rằng vấn đề này không những vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn nghe có vẻ rất mờ ám. Như vậy, thông qua những chiêu trò mua chuộc truyền thông này, liệu VinFast có thực sự muốn cạnh tranh sòng phẳng bằng thực lực và chất lượng của họ trên đất Mỹ? Sau bài viết trải nghiệm tệ hại với VF8 tại showroom trưng bày và bán sản phẩm này ở Century Mall, California, Facebooker Tiến Nguyễn đã chia sẻ thêm trên trang cá nhân của mình hôm 21 tháng 2. Ông cho rằng VinFast không hề muốn bán xe thật sự. Ông Tiến khẳng định là người Việt ai cũng mong muốn các sản phẩm Việt Nam thành công. Nhưng đối với Vin thì càng ngày càng lộ rõ là họ không hề muốn làm công nghệ thực sự. Nhận định của ông Tiến Nguyễn đưa ra dựa trên khía cạnh chiến lược, định giá bán đi, cùng với đó là kỹ thuật và chất lượng của những mẫu xe mà VinFast nhắm đến trên thị trường Mỹ. Hình ảnh bài viết trên trang cá nhân của Facebooker Tiến Nguyễn. Trước hết, mặc dù không muốn nhắc nhiều đến những lỗi lặt vặt cũng như nghiêm trọng của VF8 mà ông đã được tận tay trải nghiệm vì sợ mang tiếng ganh ghét, tuy nhiên, ông cũng không quên nhấn mạnh rằng các lỗi này đều là đương nhiên xảy ra ở một hãng xe mới và càng đương nhiên hơn nữa khi họ không sở hữu bất kỳ một công nghệ riêng nào cả. Phân tích về giá, ông Tiến cho rằng dù có giảm giá thì mẫu VF8 cũng không có lợi thế cạnh tranh với các xe cùng loại của Volkswagen, Hyundai. Trong khi đó, mẫu VF9 được đánh giá ở phân khúc hạng sang cũng không xứng đáng để đại gia bỏ tiền ra mua, vì họ đã có những lựa chọn xe nhà giàu có thương hiệu nổi tiếng. Ông Tiến kết luận tất cả các màn phô trương hoành tráng của Vin có một mục đích nào đó khác hơn, không phải là xây dựng một công ty công nghệ, cũng không phải là đốt tiền chơi cho vui. Còn mục đích gì đó thì để xem sau, thời gian sẽ trả lời.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Ông Vượng mang con cưng VinFast bỏ chợ. Ngọc Thơ thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người Ukraine đang mơ về giấc mơ chiến thắng. BBC tiếng Việt ngày 21 tháng 2 đã đăng bài Chiến tranh Ukraine, câu chuyện đằng sau đoàn quân xa và thiết giáp dài 56 km của hai tác giả Claire Press và Svitlana. Bài viết kể về một đoàn xe bọc thép khổng lồ dài 15,5 km đã được một vệ tinh phát hiện chỉ 3 ngày sau khi Nga phát động cuộc chiến. Đây là sự khởi đầu cho kế hoạch chiếm thủ đô và loại bỏ chính phủ Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin. Về mặt quân sự, đó là một cuộc tấn công phủ đầu xảy ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Hình ảnh bài viết trên trang BBC. Nhưng rất nhanh sau đó, đoàn xe phát triển thành đoàn quân xa dài 56 km, nhưng đã bị đình trệ trong nhiều tuần và rồi chúng dường như biến mất chỉ sau một đêm. Tại sao một lực lượng khổng lồ như vậy lại không đến được Kiev? Tác giả đặt nghi vấn. Để giải đáp những thắc mắc này, các phóng viên BBC đã hỏi chuyện hàng chục nhân chứng, bao gồm quân nhân, cơ quan tình báo quốc gia và quốc tế, dân thường, cựu chiến binh và lực lượng bảo vệ lãnh thổ. Tất cả đều chứng kiến đoàn xe. BBC cũng có quyền tiếp cận với các bản đồ và tài liệu của Nga, giúp làm sáng tỏ kế hoạch của đoàn xe này là gì và tại sao chúng lại thất bại một cách ngoạn mục như vậy. Bài báo dẫn lời Vladislav, 23 tuổi, thuộc lữ đoàn không kích 80 của Ukraine, kể về việc tên lửa tự hành Kras của Nga đang bắn về phía họ. Cả mặt đất rung chuyển, bạn đã bao giờ ở trong một chiếc xe tăng chưa? Không có âm thanh nào khác giống như vậy, nó đầy sức mạnh. Gần biên giới Belarus, quân Ukraine không thể nổ súng và đối mặt với nguy cơ bắt đầu một cuộc xung đột khác. Ưu tiên của họ trước tiên là hiểu kế hoạch chiến đấu của Nga trước khi đưa quân của họ vào trận địa. Đoàn xe dài 56 km kể trên chính là 10 đơn vị tiểu đoàn chiến thuật riêng biệt của Nga theo lực lượng vũ trang Ukraine. BBC dẫn một tài liệu của Nga mà họ được xem cho thấy sau khi tiểu đoàn đầu tiên tiến vào Ukraine lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2, họ được lệnh tiến thẳng đến Kiev trước 14 giờ 55. Bài báo cho biết bằng cách giữ kín kế hoạch về một cuộc tấn công vào thủ đô, binh lính của Nga có thể áp đảo lực lượng Ukraine với tỷ lệ 12 chọi 1 ở phía bắc Kiev. Tuy nhiên, bí mật của Putin đã phải trả giá vì nó thành công đến mức thậm chí hầu hết các chỉ huy của ông đã không nhận được lệnh cho đến 24 giờ trước cuộc xâm lược. Điều này đã khiến cho họ dễ bị tổn thương, họ thiếu thức ăn, nhiên liệu và bản đồ, họ không có công cụ liên lạc thích hợp, họ không có đủ đạn dược, thậm chí họ không kịp chuẩn bị cho thời tiết mùa đông. Từ đó dẫn đến những chuyện hài hước như lính Nga nói với nông dân Ukraine hãy giúp kéo xe tăng của họ ra khỏi bùn. Nga đã phải sử dụng đường trải nhựa để tránh mặt đất yếu, khiến hàng nghìn chiếc xe phải tập trung thành một hàng, và họ gần như ngay lập tức sa vào một đám tắc đường trên hầu hết các con đường chính ở phía bắc Kiev. Vào thời điểm đoàn xe đã dài đến 56 km, nó bao gồm tới 1.000 xe tăng, 2.400 xe bộ binh cơ giới và 10.000 lính, hàng chục xe tải tiếp tế chở thực phẩm, nhiên liệu, dầu và đạn dược. Hình ảnh đoàn quân xa của quân Nga tiến công vào Kiev. Bên cạnh việc bị đình trệ ở phía bắc Kiev và cạn kiệt lương thực và nhiên liệu, quân Nga cũng đã đánh giá thấp đối thủ của họ, BBC cho hay. Những người Ukraine tình nguyện, mà phần lớn đã về hưu, cứ 12 người được trang bị một khẩu súng máy, nghênh đón đoàn xe của Nga. Đồng thời, cư dân địa phương đã phá bỏ tất cả các biển báo trên đường, xây dựng các trạm kiểm soát và chuẩn bị hàng trăm quả bom xăng. BBC dẫn lời tình nguyện viên Volodymyr cho biết, đơn vị của ông đã đánh bại những chiếc xe tăng bằng những vũ khí ít ỏi họ có trong vòng 30 phút. Ngay cả khi bị thương, họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Volodymyr nói, chúng tôi đã đốt cháy hai trong số các phương tiện và làm chậm lại toàn bộ đoàn xe. Chính quyền Ukraine tiếp nhận thông tin và kiểm tra chéo các trường hợp. Thường dân báo cáo nhìn thấy đoàn xe trên khắp Kyiv Oblast. Phó thống đốc 23 tuổi của Irpin, Roman Bohorilin cho BBC biết, chúng tôi đã không ngủ trong 3 ngày. Đồng nghiệp của tôi và tôi đang quản lý đường dây nóng tại văn phòng hội đồng. Là một ủy viên hội đồng vào ban ngày,
Roman cũng là một chuyên gia tình báo mã nguồn mở vào ban đêm, là đồng sáng lập của trang web được đánh giá cao Deep State. Anh ấy đã tổng hợp các báo cáo tình báo và mạng xã hội lại với nhau, định vị chúng, sau đó đăng lại chúng trên trang web của anh. Trên đường đến Kiev, quân Nga đã đăng video lên mạng xã hội. Chúng tôi đã đăng lại video để vạch trần hoạt động của họ. Họ chỉ khoe khoang, nhưng khi làm như vậy họ đã bị bắt. Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc tấn công vào Kiev, Roman nói, là ý thức về một Ukraine thống nhất tại các thị trấn và làng mạc trên khắp khu vực Kiev. Hàng trăm cuộc tấn công đã diễn ra nhằm vào đoàn xe từ dân thường được trang bị vũ khí tự chế đến bộ binh cơ giới và pháo binh. Ở phía ngược lại, BBC cho rằng quân Nga nhiều lần bộc lộ sự bất lực trong việc đưa ra các quyết định linh hoạt trên thực địa. Vladislav thuộc lữ đoàn 80 cho biết quân Nga đều mang theo những chiếc hộp kim loại lớn được đánh dấu là bí mật. Chúng tôi đã bắt được một tên trong một cuộc phục kích. Chúng tôi tìm thấy bản đồ của họ, có đánh dấu toàn bộ lộ trình của họ. Sau đó chúng tôi biết toàn bộ chiến lược của họ. Bí mật của Putin có là các chỉ huy Nga trên mặt đất không biết gì về kế hoạch chiến đấu rộng lớn hơn. BBC đã tìm thấy các bản đồ xuất bản từ những năm 1960-1970 mà quân Nga sử dụng, trong đó toàn bộ các thị trấn hiện nay không có trên bản đồ. Một chiến thuật thành công của lực lượng kháng chiến Ukraine là cho nổ tung các cây cầu và đập trên đường đi của đoàn xe, do đó buộc quân Nga phải chuyển hướng. Sử dụng bản đồ cũ và phương tiện thông tin lạc hậu hạn chế khiến quân Nga thường xuyên bị tê liệt. Một số hình ảnh vệ tinh cho thấy các xe của Nga chạy vòng vòng theo đúng nghĩa đen. BBC tiếp tục cho biết dưới áp lực từ các cuộc không kích và pháo binh của Ukraine, đoàn xe Nga cuối cùng đã phải dừng lại ngay bên ngoài thành phố biên giới với Kiev. Đối với hàng ngàn thường dân sống gần đoàn xe bị đình trệ, trải nghiệm này thật kinh khủng. Họ cướp mọi thứ từ mọi nơi, họ lấy sạch đồ từ các cửa hàng. Vladislav nói, họ cũng lấy dân thường làm lá chắn sống. Quân đội Ukraine tiếp tục đẩy lùi đoàn xe của Nga cho tới ngày 19 tháng 3. Sau đó, quân Nga rút lui hoàn toàn khỏi Kiev Oblast. Nga vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh tiến công vào trung tâm công nghiệp phía đông Donbass và tấn công ở phía nam theo hướng Kherson, Melitopol và Zaporizhia. Nhưng ở phía bắc, các tân binh Ukraine vẫn theo dõi thông tin qua máy bay không người lái do thám ở gần biên giới. Người Ukraine đang mơ về giấc mơ chiến thắng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Người Ukraine đang mơ về giấc mơ chiến thắng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm D.